tình huống áp dụng của mình đó là mọi người đăng nhập vô cái trang web này thì là tất cả đều là bạn bè nó, để tránh cái trường hợp mà kết bạn với chấp nhận bạn bè nó lu bu thêm đó. Giờ mình gõ tin nhắn qua nè, đó gõ ngưng nè, đó enter nè. Khi mà ông này nhập vô thì chứng tỏ ông đã xem tin nhắn, bắn qua đó đã xem tin nhắn, enter đó. Rồi gửi ảnh nè, gửi nhiều ảnh lên rồi đó, open đó, Socket.io nó hỗ trợ phương thức gửi ảnh luôn. 2, 4, 6, 7 đó. Và ảnh á, ảnh được lưu trên server đây, lưu trong một wrapper này đây đó, ảnh được lưu trên server rồi, ở đây anh chỉ là truyền cái đường dẫn của cái file ảnh được thôi. À, đã xem nè, hiện tại anh thấy đã xem nè, đó đã xem. Còn ví dụ như mở nhiều trình duyệt đó, mở nhiều trình duyệt, ví dụ gửi tin nhắn qua nè, enter nó số 1 đây, đây cũng hiện số 1 luôn đó, apply apply, vừa gọi video qua nè đó. Accept đó, video biết chờ em biết chờ nè, là rác nè, rác trong cái khung hình này thôi, biết chờ em biết chờ thôi ta, biết chờ đâu ta, đây nó đây đó, biết chờ đây đó đó. Rồi web mình á, web mình á, socket nè, socket chỗ này á, mình sender nè, cái hàng sender nè, cái hàng sender này là mình tạo một cái middleware để mình lấy socket user, middleware nằm trên đây nè, socket middleware là nó đi có từ cái token ra, nó lấy user ID và email, khi đăng nhập thì mình nhét cái user ID và email vô đó, thì lấy socket server user ID là cái sender đó, là cái người gửi đó, là tạm thái là hiểu là vậy đó, và khi truyền cái tin nhắn xuống đó, là chỉ truyền cái người nhận thôi, chứ không có truyền luôn cái người gửi và cái người nhận nó. Rồi rồi khi mà chat á, khi mà chat xem message nè, là mình tạo cái group đây nè, với này group name nè, group name của hai người, người gửi và người nhận, người gửi là lấy từ 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 middleware nè, người nhận là truyền xuống nè đó, truyền xuống nè, data là người nhận nè đó, thì đây là cái group. Thì IO2 cái group này là gửi tin nhắn trong hai người với nhau, một group này có hai người, nếu mà group này có nhiều người thì gửi thành nhiều người đó, thành thành group, thành gửi gửi group đó. Còn gửi tin nhắn hai người relay này là gửi group có hai người thôi đó. Rồi bắn nè, bắn tất cả những cái connect socket ID mà của ID của user nhận nè, ví dụ như nó có nhiều trình duyệt á, mà nó nhiều trình duyệt hoặc nó nhiều tab á, trên nhiều thiết bị á, thì nó bắn được tới luôn đó. Rồi typing là top, rồi chị hiển thị trạng thái đã xem tin nhắn nè, rồi gọi nó nè, nói chung là upload file nè, nó rồi đi connect nè, thấy ở đây nè, ở đây nè, rồi ở đây mình mở lên này nha, mở thêm tab nữa nè, enter đó đó, thì nó hiện cái, nó hiện nè, nó thấy không, connection connect ID nè, connect connection ID nè, nó hiện hai cái socket ID nè, mở ba tab nó hiện ba tab nè, mở thêm cái nữa nè, nó nè ba tab nè, thấy không, ba cái connection ID nè, nếu mà tắt đi nè, nó tắt đi thì mua cái ông chơi này, tắt đi nè, nó còn một cái nè, tắt đi cái nữa nè, hết nè, ủa còn cái kìa, còn ông kìa, còn ông nó, còn ông nè, tắt đi cái nữa hết nè, nó hết mảng rỗng nè đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem.